trigger, loại bỏ cả đời bạn không muốn chạm trán. Khi tiếp xúc với cơ thể con người, bỏ trigger sẽ chui vào bên dưới lớp da để đẻ trứng. Và rồi, đám trứng tiếp tục sinh sôi nảy nở, để lại rất nhiều hậu quả xấu đối với con người. Tệ nhất là có thể dẫn đến tử vong. Trước khi kiếm được vật chủ để ký sinh, bỏ trigger sống dưới đất và cát, chờ đợi con người hay loài động vật nào đó dẫm lên để chúng có môi trường phát triển. Chúng chui vào lớp da bàn chân của con người và sau 2 tuần thì bắt đầu đẻ trứng. Nếu không được điều trị kịp thời, loài bọ này sẽ để lại nhiều hậu quả xấu đối với nạn nhân. Khi trứng nở, bọ mẹ sẽ chết và gây ra tình trạng nhiễm trùng ở chân. Nạn nhân có thể phải cắt bỏ phần cơ thể bị nhiễm trùng. Trường hợp xấu nhất là dẫn đến tử vong. Năm 2010, tại Uganda có tới 20.000 người bị loài bọ này ký sinh chỉ trong vòng 2 tháng. Thậm chí, có nhiều gia đình đã thiệt mạng vì loài bọ này.